chào anh em nhá. Hôm nay chính thức là được 10 ngày tập thể lực và qua tay cho em Zone, thì hôm nay bắt đầu là mình cho ra bãi thả con đi lai anh em nhá. Thái độ quấn chủ rồi là thả thôi, không biết là lần đầu thả ra em nó có bay không. Đây nó đang nhìn những cái diều sáo bay, nó sợ này. Đây. Anh em đây đang thả diều. Lần đầu tiên nó nhìn thấy diều luôn. Nó nhìn diều nó sợ rồi bay đấy. Rồi, bắt đầu mình sẽ thả free line nhá. Đấy, trời lắng lóng anh em thấy không? Tập con chim nó vất vả lắm. Đấy, chim mới tập bay, mới thả đấy anh em lưu ý là ném nó ra cái là phải gọi nó về ngay nhé. Gọi về ngay, bởi vì chim non nó vẫn chưa cứng cáp thì nó chưa biết cách lượn ấy. Thể lực nó cũng chưa có. Thì anh em ném ra kêu nó về ngay thì để nó tránh cái tình trạng là nó sẽ mệt nhé. Khi mình không gọi nó mệt, nó sẽ đậu xuống đất. Rất nhiều anh em chơi cái dòng lượn này mới tập thả là đa số chim bị đậu xuống đất ấy. Mình thì mình cũng bị nó đậu đấy, nhiều khi mệt là nó đậu. Nhưng mà cái bước đầu mà mình để mình thả ấy, là mình phải ném ra và gọi nó về ngay một vòng thôi, tạo cho nó cái thói quen để sau này là nó bay một vòng, nó bay lượn xong nó về găng thì mới nó mới được ăn. Đấy, anh em hiểu không? Đấy, chim cứ lém ra là nó đã đòi về bay về găng rồi này. Trong thể trạng bay con này thì vẫn nặng nhọc lắm. Mới giảm được 100g. Tức là con này lúc mắc là 960g nhé. Hôm nay hiện tại hôm nay cân thì là 855. Mới giảm được 100g. Mà nhìn thể trạng bay có vẻ là yếu. Cần phải xuống nữa nhẹ nó mới bay. Bay ở bãi này thì gió rất là to. Mình lưng dơ cao găng thử xem nó có tự động bay không mà chưa biết cách tự bay anh em. Chim chưa biết cách tự bay thì anh em kích động nó bằng cách ném nhé. Đấy. Ném ngược gió nhé. Gió thổi hướng nào ném ngược lại thì nó sẽ cất gió, nó sẽ có lực hơn. Nói chung cái thời kỳ đầu để cho nó tập bay thì rất là gian nan vất vả. Nói chung là phải kiên trì cái bộ môn này nó gì đó, ném ra nó đâu có lượn, nó lại đòi bay về luôn ấy. Anh em nhìn chưa? Rồi dần dần nó sẽ quen thôi mà. Tập nhiều lúc thể lực nó có bắt đầu là tự khắc nó bay luôn. Đấy, anh em nhớ lém ngược gió nhé. Gió thổi hướng nào mình lém ngược lại đấy, thì nó sẽ bốc lên cao hơn. Đây con này nó chưa quen, chưa dám lượn, thể lực nó vẫn yếu với lại là béo, vẫn béo. Đấy, lém ra mà nó cứ hạ xuống thấp này là thể lực vẫn yếu này. Gọi về ngay là nó sẽ đáp xuống đất được. Mỗi buổi anh em mình cầm số thịt ra thì cắt nhỏ ra, làm hết cái số thịt đấy rồi làm về, dần dần nó sẽ quen, nó ra